đã làm được rồi. Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó, mái xúc gỗ. Bơm. Đừng dừng lại. Bây giờ chúng ta có thể bỏ khối gỗ khỏi mảnh đất. Cần rửa mái xúc gỗ. Đầu tiên, chúng ta cần thu thập búa thủy lực. Sẵn sàng. Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó, búa thủy lực. Nhấn để bơm. Cứ làm tốt như thế. Hãy làm vỡ những tảng đá lớn nhất. Hãy rửa nào, búa thủy lực. Đang làm thật tốt. Hãy thu thập máy hút. Làm tốt như thế. Đổ đầy máy hút. Bơm. Chỉ thế thôi. Chúng ta
cần chuẩn bị mọi thứ cho máy đào. Chúng ta cần rửa, máy hút. Máy đào. Với đầu tiên chúng ta phải làm đầy nó, máy đào, bơm. Chúng ta đã làm được rồi. Hãy đào một cái hố. Hãy rửa nào, máy đào. Thế thôi. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó, phễu. Nhấn để bơm. Tuyệt vời. Hãy làm một chiếc chăn cát. Hãy rửa nào, phễu. Rồi. À, phải thu thập máy nện. Đừng dừng lại.
Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó. Máy nện. Nhấn để bơm. Cứ thế nhé. Hãy dừng cát đứng lên. Hãy rửa nào, máy nện. Sẵn sàng. Hãy thu thập máy khoan. Đang làm cực tốt. Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó. Máy khoan. Bơm. Cứ thế nhé. Hãy tạo lỗ cho các cọc. Hãy rửa nào, máy khoan. Đừng dừng lại. Hãy thu thập máy đóng cọc. Thế nhé. Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó. Máy đóng cọc. Bơm.
Đừng dừng lại. Hãy đóng cọc cho móng. Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó. Máy đóng cọc. Đầu tiên, chúng ta cần thu thập xe tải đổ hai bên. Thế thôi. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Bơm. Sẵn sàng. Hãy chuẩn bị đổ bê tông. Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó. Xe tải đổ hai bên. Làm tốt như thế. Sẵn sàng. Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó. Máy trộn xi măng. Nhấn để bơm. Chúng ta đã làm được rồi. Hãy đổ bê tông cho móng.
Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó, máy trộn xi măng. Xe tải đổ hai bên. Cứ làm tốt như thế. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Nhấn để bơm. Chỉ thế thôi. Hãy xây khung. Cần rửa, xe tải đổ hai bên. Bạn đang làm thật tốt. Xe cẩu. Cứ thế nhé. Đổ đầy xe cẩu. Bơm. Tuyệt vời. Hãy sắp đặt phòng. Hãy rửa nào, xe cẩu. Xe tải đổ hai bên. Chúng ta đã làm được rồi. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Bơm.
Sẵn sàng. Hãy hoàn thành các bức tường. Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó. Xe tải đổ hai bên. Chỉ thế thôi. Phải thu thập xe nâng. Đang làm cực tốt. Đầu tiên chúng ta phải làm đầy nó. Xe nâng. Bơm. Chỉ thế thôi. Cần bảo vệ nhà khỏi thời tiết xấu. Chúng ta cần rửa xe nâng. Sẵn sàng. Đổ đầy cầu trục. Bơm. Xong. Hãy hoàn thành hiên nhà. Hãy rửa nào, cầu trục. Chỉ thế thôi. Xe tải tự đổ.
sẵn sàng. Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó. Xe tải tự đổ. Nhấn để bơm. Xong. Hãy bỏ rác thải xây dựng. Cần rửa, xe tải tự đổ. Thế nhé. Hãy thu thập xe tải đổ hai bên. Bạn đang làm thật tốt. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Nhấn để bơm. Hoan hô! Hãy để cây trồng trong sân. Cần rửa, xe tải đổ hai bên. Chỉ thế thôi. Phải thu thập xe tải đổ hai bên. Xong. Đổ đầy xe tải đổ hai bên. Nhấn để bơm. Cứ thế nhé. Và bây giờ chúng ta có thể hoàn thành việc xây dựng. Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó. Xe tải đổ hai bên. Chỉ thế thôi.